Nhận xét sự thay đổi oxy hóa của nguyên tử các nguyên tố hydrogen trong phản ứng của muối halide với dịch H2O4 đặc. Ok ha. Thì nhận xét về sự thay đổi oxy hóa, đúng chưa? Thì lúc này á, cần ý á là khi mà tương tác với H2O4 đặc chẳng hạn, thì cái phương trình tôi dẫn trong tài liệu mô tả, đúng chưa? Trong tài liệu của tôi có phần này, thì các bạn có thể coi tính khử của tôi, ví dụ tôi dẫn cái phương trình trong trong sách của tôi đi, NaBr đúng không ạ? Đối với tên xin lỗi đi liệt kê thì trên dưới F trừ thì không có tính khử, C là trừ C là trừ thì có tính khử, nhưng mà nó không tác dụng với H2O4 đặc được, nó không tác dụng, HCl không có cộng với H2O4 đặc được ha. Thì bây giờ mình ghi như vậy đi để cho chúng ta ok ha. NaF này khi mà tương tác với H2O4 đặc đúng không, nguyên cái đồ này tôi chỉ mà một cách chung chung với nhau đi, ví dụ mình ví dụ như là một cái muối ở đây là dạng của NaX đi, với X là các halogen đúng không, với là các halogen, ở đây là muối halide đúng không, muối halide tức là kiểu NaF này, Na ở đây tôi dẫn về Natri sodium đúng không ạ, NaCl và NaY được chưa. Thì khi mà tương tác với H2O4 đặc đúng không, này đúng theo yêu cầu của đề luôn, khi mà tương tác với H2O4 đặc thì nhận xét sự đổi số oxy hóa các nguyên tố halogen, thì các nguyên tố halogen này á, nó là chiều 1 này, chiều 1 tất cả các số oxy hóa của chúng đều là chiều 1 hết. Khi tương tác với các halogen, khi tương tác với các H2O4 đặc bốn lần này, thì đối với ông này F á thì ông không có tính khử. Lưu ý nha các bạn, F trừ không có tính khử. Tức là các bạn ghi một dòng là gì? F trừ không có tính khử. Cái đó phương trình đầu tiên chỗ H2O4 đặc, chỗ NaF ấy, thì các bạn ghi là F trừ không có tính khử. Rồi, NaCl cộng H2O4 đặc ấy thì CL nó có tính khử, CL trừ nó có tính khử, nhưng mà không tác dụng được với H2O4 đặc. Do đó cái phương trình chỗ này các bạn cũng đánh chéo luôn, tức là không xảy ra phản ứng. Đúng rồi, không xảy ra phản ứng. Do đó khi nó không xảy ra phản ứng rồi thì cái giá trị trừ của hai thằng này nè, nó sẽ không có biến đổi, nó vẫn là trừ. Còn nhưng mà nó với Br trừ và Y trừ nó khác. Đây đối với hai thằng này nó sẽ khác nè. Lúc này á sẽ tạo ra BrA2. Ở đây là Y2. Đồng thời cộng với các sản phẩm cử. Khái niệm sản phẩm cử thì các bạn học ở bên phần oxy hóa khử rồi. BR2 thì số oxy hóa biết rồi đúng không, là không. Y2 số oxy hóa là không, từ đơn chất thì số oxy hóa luôn bằng không đó, một cái đơn chất. Nhớ đây là trong phấn cũng muốn hai lại với việc hai cũng là rồi, nhận xét sự đổi số oxy hóa tức là nhận xét các bạn thấy rất là rõ đúng không, từ trừ một này số oxy hóa của chúng từ trừ một đấy không, nó tăng lên không, từ trừ một chúng tăng lên không, còn hai thằng đầu tiên á F trừ vị trừ F trừ C là trừ xin lỗi, nó không thay đổi số oxy hóa tại vì nó có tác dụng được với hai bốn nặc đâu. Đúng không ạ? Rồi, ok, vậy thôi. Người ta có nhận xét thì mình nhận xét tới đây là được. Rồi, vậy thôi nha.